Các công cụ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc là khả năng ngày càng thực tế. Việt Nam tuyên bố sẽ giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trong đó không loại trừ khả năng đưa ra các cơ quan tài phán quốc tế. Và để làm rõ về vấn đề này, báo điện tử Tầm Nhìn đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, giám đốc Trung tâm Truyền thông và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển. Hiếm khi được đọc tận mắt một công hàm chính thức của cơ quan đại diện ta gửi cho các chính phủ, như công hàm do cơ quan đại diện Việt Nam tại New York gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 vừa qua. Vậy thưa tiến sĩ, thì tại sao công hàm này lại không có chữ ký ạ? Cái công hàm ấy, nó là một cái văn kiện ngoại giao chính thức dùng để trao đổi giữa các chính phủ hay là giữa chính phủ với các cái tổ chức quốc tế thông qua Bộ Ngoại giao hoặc trực tiếp. Các cái công thư này nó có nhiều hình thức lắm. Nó có công hàm ngoại giao, hoặc là người ta còn gọi là cái biên bản ghi nhớ, hay là còn gọi cái văn bản lưu ý, một cái dạng là memorandum hay là reminder. Phương pháp nó gọi là memoir. Nội dung các cái công hàm á, thì nhằm thông báo yêu sách hay là phản đối hoạt động hay sự kiện hoặc cái vấn đề có liên quan mà cả hai hay nhiều bên quan tâm. Công hàm được soạn thảo ở ngôi thứ ba, đa phần không ký tên. Thế thì cái công hàm của cơ quan đại diện của ta hôm 30 tháng 3 năm 2020 mà gửi lên Liên Hợp Quốc ấy, nó là một cái văn kiện ngoại giao, nó có cái hình thức cao như thế. Nội dung và ý nghĩa của công hàm này là gì, thưa ông? Thì cái công hàm Trung Quốc mà bác bỏ công hàm của Malaysia gửi ngày 12 tháng 12 năm 2019 đó, và của Philippines gửi ngày 6 tháng 3 năm 2020 đó, nó liên quan đến cái việc xin công nhận cái phần thềm lục địa mở rộng trên cái Biển Đông đối với Malaysia. Còn đối với Philippines ấy, thì nó dẫn lại cái phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực của CPA đấy năm 2016 để khẳng định cái chủ quyền của Philippines đối với cái nhóm đảo Calayan. Thế còn công hàm của ta thì cái nội dung và ý nghĩa nó như thế nào, thì ít nhất nó có bốn cái nội dung và ý nghĩa. Nội dung thứ nhất ấy, là nó tuyên bố trước toàn thế giới về cái lập trường phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Thứ hai là nó khẳng định cái chủ quyền, quyền chủ quyền hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông. Và thứ ba đó, nó lập chứng cứ về lập trường và pháp lý của Việt Nam khi mà đưa cái vụ kiện ra tòa quốc tế. Và cái cuối cùng là nó phản ánh cái nguyện vọng và cái ý chí quyết liệt của nhân dân Việt Nam để đối với cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tại Biển Đông. Cái công hàm của ta đó, nó là cái sự tiếp nối những gì đã diễn ra từ năm 2009, khi các quốc gia đến kỳ phải nộp cái hồ sơ lên Ủy ban về giới hạn thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Như vậy thì cái công hàm của Việt Nam đã thể hiện được cái ý chí mạnh mẽ, cái lập trường chính trị pháp lý rõ ràng, không hề coi việc Trung Quốc chiếm đóng bằng vũ lực các đảo và các cái cấu trúc địa lý của mình là cái hợp pháp. Và điều này cho thấy chính phủ ta có cái quyết tâm hành động kịp thời để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của ta tại Biển Đông. Cái công hàm đó nó khẳng định cái tư duy là chúng ta không bao giờ chấp nhận cái tư duy vay mượn từ trong tương lai. Tức là cho rằng cái thế hệ này mà chưa đòi được Hoàng Sa đó thì con cháu sẽ đòi. Không, chúng ta không chấp nhận cái tư duy này. Cái công việc này nó phải được bắt đầu ngay từ ngày hôm nay, ngay từ bây giờ, bởi thế hệ chúng ta và bằng các cái công cụ, bằng các cái thiết chế của luật pháp quốc tế. Đúng là một cuộc chiến về công hàm. Các công hàm lại đối nhau như thế thì có ý nghĩa gì ạ? Và công hàm của đại diện Việt Nam có ảnh hưởng tới sự phối hợp cùng hành động của Philippines và Malaysia với Việt Nam liên quan đến các vấn đề chủ quyền và quyền chủ quyền ở Biển Đông không, thưa ông? Trong cái đấu tranh pháp lý đấy, thì khi đồng ý đưa nhau ra trước tòa, ra trước các cái cơ quan tài phán quốc tế đấy, thì câu chuyện ở đây là cái mức độ thỏa hiệp. Tuy phức tạp, nhưng mà Việt Nam và các nước ASEAN thì có cái khả năng để tìm được cái phương cách thỏa hiệp, dung hòa được các cái lợi ích của các bên. Việc đệ trình cái công hàm 30 tháng 3 nêu rõ cái quan điểm pháp lý của chúng ta từ trước tới nay là cần thiết, thể hiện cái lập trường nhất quán của Việt Nam, bác bỏ mọi cái yêu sách phi pháp của Trung Quốc.
Còn Malaysia là cái bên khởi kiện ấy, thì với cái việc mà họ đưa cái yêu sách thềm địa mở rộng dẫn tới cái việc mà các nước có liên quan đều ra công hàm thể hiện cái quan điểm của mình. Nhưng mà trong cái công hàm mùng 6 tháng 3 của Philippines và trong cái công hàm 30 tháng 3 của Việt Nam thì đều không nhấn mạnh cái nội dung bác bỏ lập trường của Malaysia, mà chủ yếu tập trung để phản đối cái lập trường của Trung Quốc. Đặc biệt trong cái công hàm 30 tháng 3 của Việt Nam đấy, thì tập trung vào những cái yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc đối với các đảo và các vùng biển lân cận tại Biển Đông. Cụ thể là không bác bỏ những cái đề nghị của Philippines và Malaysia. Thật ra thì cái thực tế địa dư, địa hình và cái địa mạo ở đáy Biển Đông là cái yếu tố tự nhiên, nó tạo thành một cái sự khác biệt trong các cái yêu sách chính đáng phù hợp với cái Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 82 giữa Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei và cả Đài Loan, đồng thời là có cả một phần của cả Trung Quốc nữa, bởi vì có sự hiện diện của đảo Hải Nam. Cho nên những cái khác biệt này nó tạo ra cái sự tranh chấp. Và Việt Nam thì luôn luôn ý thức được cái điều này. Và trong các cái tuyên bố từ trước đến nay đấy, thì Việt Nam luôn bày tỏ sẵn sàng đàm phán, thỏa thuận giải quyết tranh chấp để các nước có một cái cơ sở và phù hợp với cái UNCLOS 82. Ngoại trừ Trung Quốc, các quốc gia còn lại ven Biển Đông ở những cái mức độ khác nhau thì đều thể hiện cái thiện chí là có thể ngồi lại với nhau để mà đàm phán phù hợp với cái công ước. Vì vậy, không có lý do gì để hoài nghi là cái công ước ngày cái công hàm ngày 30 tháng 3 2020 của ta đó là có thể ảnh hưởng tới cái quan hệ giữa Việt Nam với Philippines. Điều này nó thể hiện rõ qua cái sự kiện gần đây. Sau khi công hàm ngày 30 tháng 3 2020 của ta được công bố thì Bộ Ngoại giao Philippines vẫn tuyên bố ủng hộ Việt Nam, phản đối cái việc mà tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm các cái tàu đánh cá của ta ngày 2 tháng 4 vừa qua. Tình hình trên đây cho thấy dường như cả ba quốc gia thành viên ASEAN, tức là cả Việt Nam, Malaysia và Philippines ấy, đã lượng định được trước những cái lợi ích trùng hợp. Cho nên dù cả ba bên đều giữ cái lập trường của mình, nhưng mà vẫn tìm được các cái biện pháp thỏa hiệp, trong khi vẫn phản bác các cái luận điệu phi pháp của Trung Quốc bằng cái công hàm của mỗi nước. Khác với Trung Quốc là một cái bên đòi chủ quyền trên gần 90% cái toàn bộ Biển Đông và dứt khoát là không chịu đàm phán đa phương, chỉ chấp nhận ngồi lại với từng nước. Thì một trong những cái thâm ý của Trung Quốc ở đây đó là Trung Quốc muốn có một cái cổ đông lớn nhất. Tức là khi mà thỏa thuận với từng nước thì ít nhất là Trung Quốc sẽ chiếm được 50%. Thì như vậy cộng lại họ sẽ có cái cổ đông lớn nhất. Và như vậy đó, bằng cách ấy đó, thì phần lớn các cái tài nguyên ở trong lòng và dưới đáy Biển Đông là đều thuộc về Trung Quốc. Tiến sĩ có bình luận gì về cái thời điểm mà Việt Nam chọn để gửi cái công hàm ngày 30 tháng 3 2020 lên phía Liên Hợp Quốc ạ? Cái thời điểm để trình cái công hàm 30 tháng 3 nó có mấy cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là chính quyền hành động rất kịp thời. Nếu để muộn hơn thì sẽ không nêu được cái lập trường về một vấn đề rất hệ trọng mà chính phủ phải lên tiếng theo cái nguyên tắc là estoppe, tức là nguyên tắc trước sau như một đối với sai trái của Bắc Kinh. Như thế thì ta đánh mất cái cơ hội để khẳng định cái chủ quyền và cái quyền chủ quyền của mình trên Biển Đông. Cái thứ hai đó là nếu gửi sớm hơn thì ta lại không còn cái cơ hội để có cái tiếng nói sau cùng. Ta tính trước được cái ý đồ của Bắc Kinh ấy, là họ sẽ ra một cái công hàm phản đối với những cái luận điệu lập lờ đánh lận con đen như nhiều lần trước đây. Vì vậy ta chờ cho đến khi Trung Quốc gửi công hàm 23 tháng 3 thì sau đó một tuần ta có công hàm 30 tháng 3 để đáp trả. Cái thứ ba đó, cái thời điểm đây là cái thời điểm để giải tỏa cái phần nào sức ép của xã hội. Đây là lúc phải rút ngắn lại một phần cái khoảng cách giữa dân với chính quyền trong quan hệ với Trung Quốc, kéo dài cái bức xúc sẽ bất lợi. Sau khi gửi công hàm, chính quyền đã có đăng, đã có một cái phản đối rất là mạnh mẽ Trung Quốc trong cái vụ mà Trung Quốc đâm chìm
tàu quá cả Quảng Ngãi đấy. Rồi thì báo Nhân dân cũng đăng toàn văn cái tuyên bố của người phát ngôn. Tất cả những cái điểm rơi này đó là đều đúng lúc. Nhiều dấu hiệu cho thấy là gần đây phía Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở Biển Đông, bất chấp là cái đại dịch Covid-19. Vậy thì tiến sĩ có bình luận gì về cái cách hành xử này của lãnh đạo Bắc Kinh ạ? Thế giới là bị sốc nặng, dư luận lên án mạnh mẽ cái hoạt động của Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa trên Biển Đông, tức là Trung Quốc mở rộng tập trận, xây dựng các cái trạm nghiên cứu, điều máy bay chiến đấu, máy bay vận tải cỡ lớn ra các đảo, đẩy mạnh cái khai thác tài nguyên, đâm chìm các tàu cá của Việt Nam. Tất cả những cái hành động ấy diễn ra là nhằm để khẳng định cái yêu sách phi pháp và gây bất lợi cho các nước Đông Nam Á. Và với cái ngoại giao coronavirus như hiện nay đó, theo cái thuyết tam chủng chiến pháp, tức là có cả mặt tâm lý, mặt pháp lý và mặt dư luận, thì Trung Quốc lại lợi dụng lúc Mỹ và thế giới đang bận đối phó với Covid-19 để trục lợi trên Biển Đông. Qua hôm nay chúng ta đã có tin là Trung Quốc đã đưa tàu Liêu Ninh và một cái hạm đội vào khu vực Biển Đông. Thế thì tất cả những cái hoạt động này đó là Trung Quốc muốn cố viết lại cái câu chuyện nguồn gốc coronavirus, và về lâu dài họ quyết giành giật cái vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ ở đây. Các nước bây giờ đang lo dập dịch, cứu sinh mạng của từng con người bị lây nhiễm. Việt Nam và các nước cũng đã có những cái động thái để chia sẻ cái khó khăn với Vũ Hán. Trong khi ấy thì Trung Quốc lại ra lệnh cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu ngư dân của Việt Nam. Rồi vu oan giá họa, nói rằng là tàu gỗ Việt Nam lao thẳng và đâm vào tàu chiến Trung Quốc. Thì có thể bình luận gì đối với một cái thái độ lật lọng, ngang ngược và một cái hành động man rợ như vậy? Nó quá xa lạ với thế giới văn minh. Bắc Kinh tưởng có thể múa gậy vườn hoang, nhưng đã có tin là bộ tứ, tức là Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia sẽ có một cuộc họp chung để trao đổi quan điểm của mỗi nước về đánh giá Trung Quốc trong tình hình mới. Họ sẽ coi Trung Quốc là kẻ thù, chứ không còn đối thủ cạnh tranh chiến lược như trước đây nữa. Quốc hội Mỹ cũng đã kêu gọi đòi phải áp dụng cái đạo luật tái hậu thuẫn châu Á, đạo luật ARIA, đối với những cái hành động phi pháp của Bắc Kinh. Còn về việc Trung Quốc cho hải cảnh đâm chìm tàu cá của Việt Nam đó, và đồng thời hiện nay đang diều võ dưa ngoai ở Biển Đông, thì Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Quốc hội, kể cả Quốc hội Mỹ đó, thì đã có nhất loạt bày tỏ cái quan ngại sâu sắc với những cái hành động của Trung Quốc, cho rằng những cái hành động đó nó trái ngược với cái tầm nhìn của Mỹ về khu vực Ấn Thái Dương tự do và rộng mở. Đồng thời Mỹ cam kết là tiếp tục nỗ lực hỗ trợ đồng minh và những cái đối tác đảm bảo cái tự do, để đảm bảo cái tự do hàng hải trên Biển Đông. Công hàm ngày 30 tháng 3 liệu có phải là một điều kiện để chính phủ Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc ra các tòa quốc tế? Và đâu là những điều kiện cần và đủ để có thể tiến đến một hành động pháp lý mạnh mẽ và nhất quán để bảo vệ độc lập, chủ quyền đối với các vùng biển đảo của ta? Sẽ còn cần nhiều bước đệm khác nữa trước khi có thể tiến hành một cái vụ kiện song phương hoặc đa phương. Khi kiện Trung Quốc ấy, thì ta phải hiểu rằng đó là một vấn đề đại sự, nhưng không phải là bất khả thi trong cái bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay. Qua cái chống Covid này đó, thì Việt Nam được cái sự đồng cảm của thế giới tiến bộ. Lần này sau khi đệ trình cái công hàm lên Liên Hợp Quốc đó, thì chúng ta càng có cái cơ hội để làm sáng tỏ cái chính nghĩa của mình. Khi có chính nghĩa rồi đó, thì chúng ta càng được cái sự ủng hộ của nhân loại văn minh. Qua đại dịch virus corona, chúng ta thấy chưa bao giờ thế giới cần một cái trật tự quốc tế đặt trên căn bản của pháp luật như lúc này. Thế bây giờ điều kiện cần và đủ để chúng ta có thể kiện Trung Quốc là cái gì? Điều kiện cần đó là chúng ta phải có tư duy đột phá, phải dám khai phóng về tư tưởng, phải vượt thoát được các cái khẩu hiệu háo huyền xưa nay, và luôn nhớ rằng trước đại dịch
thế giới đã kinh hoàng về cái đại nạn chết dưới bàn tay Trung Quốc. Sau đại dịch và sau các cái cuộc tranh luận về quốc tịch con virus Wuhan thì Trung Quốc sẽ còn là nỗi ám ảnh lâu dài đối với cái phần còn lại của thế giới. Chúng ta sẽ không bị cô độc trong cái cuộc đấu tranh ấy. Điều kiện đủ đó là phải tăng cường nội lực để làm thế nào đất nước thực sự độc lập, thực sự tự cường. Và chúng ta phải hoạch định và thực hiện rút ráo một cái chiến lược tổng thể để xây dựng đất nước, trong đó sớm đổi mới về thể chế, phải đẩy mạnh dân chủ hóa, tôn trọng xã hội công dân, xây dựng kinh tế biển hợp lý, phải hoàn thiện cái hệ thống đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với các nước, nhất là các thành viên ASEAN, nhằm phát huy cái sức mạnh của thời đại trong cái kỷ nguyên Ấn Thái Dương tự do và rộng mở. Cái công tác chuẩn bị kiện là phải dụng công, đặc biệt chúng ta phải chú ý mở rộng cái khái niệm hội nhập để mà thúc đẩy các cái quan hệ sâu rộng với thế giới bên ngoài, được thừa hưởng những cái án lệ quốc tế, được hỗ trợ từ công pháp quốc tế trong đấu tranh, thì chúng ta cũng phải tôn trọng các cái giá trị phổ quát của luật pháp quốc tế, quy định chung cho mọi quốc gia. Không được quên cái chính sách của Trung Quốc đó, là thuận ngã giả xương, nghịch ngã giả vong, tức là theo ta thì được tốt đẹp, mà chống lại thì sẽ bị chết. Cho nên cái cuộc chiến đấu nó còn lâu dài, chưa biết được đâu là cái hiệp cuối, nhất là trên cái mặt trận pháp lý. Nhưng mà một khi đã bước lên được một bước lên đường, ắt sẽ có những bước tiếp theo, và dẫn tới đó sẽ nhất định sẽ đến đích được. Tiến sĩ có đánh giá như thế nào về khả năng và giới hạn của luật pháp quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp với Trung Quốc ở biển đảo hiện nay ạ? Các chuyên gia thì đã có cái tổng kết là 90% các cái tranh chấp quốc tế ngày nay đã đều phải giải quyết qua đàm phán và tranh tụng. Trong các tranh chấp về chủ quyền ấy, biển đảo thì tỷ lệ này nó thấp hơn. Nhưng mà các dàn xếp xung đột lợi ích tại các cơ quan tài phán quốc tế thì bao giờ nó cũng chịu những cái tổn thất nó thấp hơn. Dùng các công cụ luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc là một cái khả năng ngày càng thực tế. Từ cuối năm ngoái, phát ngôn ở cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Việt Nam đã tuyên bố sẽ giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trong đó không loại trừ đưa ra các cái cơ quan tài phán quốc tế. Biển Đông sẽ là nơi có thể kiểm chứng cái mức độ thượng tôn pháp luật của các nước, hiệu quả của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 82. Biển Đông cũng là nơi sẽ thử thách cái tính hiệu lực của công pháp quốc tế, rằng một nước bất cứ lớn hay nhỏ đều cần phải tuân thủ luật pháp. Đây cũng là nơi để tăng cường cái hợp tác, nhất là hợp tác đa phương, thúc đẩy áp dụng UNCLOS 82 để đi đến cái bộ quy tắc COC. Hy vọng khi tất cả các nước tôn trọng công ước, nhất là những cái nước đã ký và phê chuẩn công ước như Trung Quốc, thì trật tự, hòa bình và ổn định sẽ được duy trì. Còn cũng có ý kiến cho rằng luật pháp quốc tế có vai trò hạn chế trong cái tranh chấp chủ quyền, thì tôi cho là chưa xác đáng. Cần nhận ra rằng luật pháp quốc tế là cơ sở, chỉ là cơ sở, nhưng là cơ sở rất quan trọng để các quốc gia liên quan giải quyết các tranh chấp về chủ quyền trên biển. Đối với ta thì cái vai trò của luật pháp quốc tế đến đâu, tích cực và tiêu cực như thế nào, cái này sẽ tùy thuộc vào năng lực và bản lĩnh của lãnh đạo quốc gia trong việc vận dụng luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của dân tộc Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ.